Đố các bạn biết, triều đại nào cướp ngôi nhà Tùy là triều đại phong kiến phát triển cường thịnh nhất châu Á, là khoảng thời gian có một vị tên là Huyền Trang đã độc bước du hành kinh Phật ở Ấn Độ. Lý Bạch, Đỗ Phú, Bạch Cư Dị là ba nhà thơ lớn dưới thời nào của Trung Quốc, là triều đại đã bị gián đoạn bởi vị này, được xem là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa. Loạn An Sử nổ ra, làm rung chuyển cả đế quốc. Về sau, khởi nghĩa nông dân của Hoàng Sào đã làm cho triều đại này sụp đổ, mở ra cục diện ngũ đại thập quốc. Đố các bạn biết, đây là triều đại nào?